Người thân tiết lộ sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, lý do không muốn xuất hiện trước mặt mọi người. Dù đang trong quá trình tiếp nhận điều trị nhưng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn nhớ về ngày giỗ tổ nghề. Mới đây khi chia sẻ với báo Thanh Niên, cháu gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là ca sĩ Hồng Phượng cho biết tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ đã nhiều chuyển biến tích cực. Những ngày trước cậu rất mệt, còn bây giờ thì sức khỏe của cậu tốt hơn. Hồng Phượng nói thêm về ước nguyện làm chương trình kỷ niệm 50 năm hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh còn dang dở cách đây 2 năm trước. Nam nghệ sĩ mong muốn được đứng trên sân khấu cải lương và từ chối nhiều lời mời tham gia các game show. Cô tâm sự năm nay vì tình hình sức khỏe nên người cậu đã tự tổ chức lễ giỗ tổ nghề tại gia và không mời ai. Tôi nói để mọi người an tâm vì hiện tại sau 7 tuần điều trị nặng nề nhất, cậu Vũ Linh đang tẩm bổ để lấy lại sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, cậu hơi ốm nên không muốn xuất hiện trước mặt mọi người vì hình ảnh không được đẹp. Hồng Phượng hạnh phúc cho biết nghệ sĩ Vũ Linh luôn cố gắng chống chọi bệnh tật và giữ tinh thần lạc quan. Trong quá trình ông Hoàng cải lương tiếp nhận điều trị bệnh, gia đình luôn sát cánh bên cạnh. Tôi với mẹ đã về nhà ở cùng cậu trước khi cậu bị bệnh. Trong khoảng thời gian cậu ở nhà thì gia đình vẫn bên cạnh chăm sóc cậu, nữ ca sĩ tâm sự.